Cụ làm gì trong nhà xin hết cái giấy rồi? À, nè sếp, nè, em mua cuộn con giấy cho sếp nè. Thằng giấy gì mà mùi gì kỳ vậy? Là hàng loại cao cấp á, này là thơm lắm, mùi, có mùi hà nữa chứ. Thằng giấy là mới hả? Ờ đúng rồi. Tôi ra xong là đi luôn á nha, sẵn sàng đi á. Trời ơi. Đi lại đây, đi lại đây. Gì sao? Cậu ở dầu vô thằng giấy đúng không? Cậu biết ráng lắm không? Trời ơi sếp, xin lỗi mà, nãy em dở xíu. Biết ráng lắm không? Thôi. Trời vậy á. Thôi để em sau bụng sếp nha. Thôi tôi không có ráng vô đó. Ủa mẹ, thôi nè đừng khóc mẹ sếp. Ủa sếp, làm gì áo của tôi tự nhiên sắp chùm rồi đó. Cậu đừng có làm ồn, tôi mới nhặt được con mèo nè. Trời ơi hả, đâu đưa tôi coi, tôi thích mèo lắm á. Thôi mèo này nó hung hăng lắm, mà cậu phải biết chiều chuộng nó mới đáng yêu. Ôi vậy? Đâu, đưa tôi xem đi, tôi có gì tôi đem về tôi nuôi cho. Chứ, há con tao chùm hoài nữa. Ủa, mèo đâu? Mèo. Chứ, ôi, sếp, ăn gì ngon vậy? Ăn bánh không thấy còn hỏi trời, nữa. Ăn hai cái cho tôi cái này. Cái đó tôi chưa ăn nữa. Ăn gì sếp có cái kia ăn cái kia kìa. Thôi, tôi cắn miếng thôi, cắn miếng rồi, vừa liền. Ít kỹ vậy, nè, cắn miếng. Ôi, trời. Sếp, tôi sắp chơi trò này nha. Tôi hỏi sếp 5 câu, câu nào sếp chơi đúng là sếp được một củ của tôi. Ok nha. Một tuần sếp tắm một lần đúng không? Đúng. Sếp muốn tăng lương tôi đúng không? Đúng. Sếp thèm thích tôi đúng không? Đúng. Sếp muốn đi du lịch riêng với tôi đúng không? Đúng. Còn câu nào nữa không? Hỏi luôn đi. Đưa 1 triệu cho tôi. Sếp muốn hung tôi và không muốn lấy 1 triệu của tôi đúng không? Không trả lời là thua nha. Sếp ở đây. Cái gì sếp anh ơi? Hello mọi người, hôm nay tôi có đồ chơi mới. Tôi sẽ bắn bài chị của tôi. Ờ, bay ơi. Sếp. Trời, nhìn sếp có tài ghê á. Tài lên tài lẻ. Sếp. Trời ơi, nay nhìn sếp cưng quá. Tiền hả? Cưng vô lây á. Ờ, sếp. Nay nhìn sếp có tầm ghê á. Bài đặt nịnh nữa ha. Tầm bậy tầm bạ á. Trời ơi, sếp. Trời ơi, nay nhìn sếp tay quá à. Cậu hỏi, tay vô ký gì? Tay phương cực lạc á. Ủa, sếp làm gì đứng ở phòng bếp vậy? Sếp ăn dụng ăn trộm gì của tôi phải không? Có đâu, tôi mới vừa đi vô luôn á. Trời, cái tay giấu giếm gì kìa. Bỏ tay ra. Nè, có đau trời. Cái miệng nhảy vậy, bỏ hai miệng ra coi. À hả ra. Dạ thôi á, không có gì đâu, tôi đi à. Nani. Ê, trời, hậu sức. Ê, chăm. Đi thôi, sẵn sàng đi chờ tôi á. Đi. Bơ nữa. Cậu chờ tôi xíu nha, tôi lên lấy cái giỏ để giấy tờ. Trời ơi, tranh thủ đi sếp đứng chờ nó giờ á. Đi. Đi thôi, tôi lấy cái giỏ sách rồi nè. Ok, đi. Đợi xíu, tôi gọi đi. Trời ơi, nãy tôi nói tôi lên lấy cái giỏ xong tôi lấy cái điện thoại. Hèn khi nói là ráng nhớ là lấy cái gì mà giờ. Đợi tôi xíu nha. Nữa hả? Trời ơi, giờ nóng lắm sếp. Đi đi lẹ lên, tôi mới xin khách hàng 5 phút á. Ok, đưa khó xe đi. Khó xe? Gì? Khó xe hơi. Trời ơi, tôi lên tôi lấy cái điện thoại. Cái chìa khóa để kế bên cái điện thoại luôn. Sao tôi không hiểu là tại sao tôi cũng lấy nữa. Trời ơi, trời ơi sếp, tôi không nóng tôi sao. Ở trong hầm xe rất là nóng sếp à. Đây, nhanh. Chờ xíu thôi. Trời ơi. Nè, mới vừa xin khách hàng 5 phút có lẹ đi. Đi không? Sếp, chắc chắn là không quên gì đó nha. Chắc chắn nha, đi. Gì vậy? Gì vậy? Đau bụng quá. Gì hả? Nữa. Không, dạ? Mở cửa ra tôi đập đó. Gì sếp? Mở cửa tôi đi tìm toilet coi. Chỗ này làm gì có toilet mà đi tìm trời. Mở cửa ra đi lên rồi đi tìm, đau bụng quá à. Gấp quá thì ta tìm đại cái bụi nào đi trời. Mở cửa ra đi, đau bụng chứ. Mở cửa gì trời, chỗ này sếp lên trên đây luôn hả, tính làm đây luôn hả? Mở cửa ra. Thôi sếp đi tìm đại chỗ nào có toilet đi. Lên này thúi lắm. Trời làm gì trời, cầm gì trời. Tính hù dọ gì đi trời. Gì vậy? Mở cửa ra, nhanh. Không dạ? Mở cửa ra tôi đập đó. Trời ơi, đừng hù, bớt hù đi, tôi không sợ đâu. Mở cửa ra.
Ủa sếp, hồi nãy á tôi ra kia tôi thấy bạn kia y chang sếp luôn, nhìn như là chị em sinh đôi thác lạc gì á. Làm gì y chang vậy, trên đời làm gì có người giống y chang tôi ngoài em gái tôi. Thiệt không phải em gái sếp, y chang sếp luôn. Rồi rồi dắt tôi đi nha, không phải hả, chết với tôi đi. Nè đó nè, y chang sếp luôn á, đó y chang sếp luôn. Là giống dữ chưa, giống ăn đòn với tôi bây giờ. Đó cái tướng gì nè, y chang luôn. Xếp, được. Nắm tay tôi vô coi, đi lẹt bây giờ. Mệt quá nè, muốn nắm thì nắm đi, chứ đang làm công việc. Có gì cho. Cái gì vậy bà nội? Ê, xếp. Tôi đố xếp này nha, xếp mà trả được á, tôi cho xếp 10 củ luôn. Nhớ nói á. Trước khi tôi đố xếp, xếp nói 10 tiếng con chuột đi. Con chuột. Thôi rồi, vậy con mèo sợ gì? Con chuột. Thua rồi, tôi hung xếp một cái. Ê, này nha, nha. Chơi vậy không có được nha, chơi thao túng tâm lý tôi là không có được. Không có tính. Ok, vậy tôi đố xếp này nha. Tôi nói con gì á, thì con đó nói tiếng gì á, thì xếp kêu tiếng đó 10 lần. Ok. Chơi luôn. Con mèo. Mèo. Con chó. Chó. Đi vào đây, đi vào đây. Ê, xếp kêu. Nhảy không? Không, ủa sao vậy? Đau quá. Ở đây nó có siêu thị hay toilet đâu sếp? Gì? Gì chứ? Sếp la bằng gì vậy sếp? Mệt quá, đi nhanh đi đừng hỏi nữa. Thiệt á, hỏi thiệt á, sếp la bằng gì vậy không? Chưa. Ủa sếp, trời, sao đâu về trễ vậy? Chuẩn bị live kìa. Rồi sếp ăn uống gì chưa? Chưa, nhưng mà tôi khát nước quá. Lấy nước cho tôi uống đi. À, ok, ngồi xuống đi sếp. Ok nha. Ê, sếp, ai vậy sếp? Nhân viên mới của tôi đó. Có báo nữa đi. Em, ngồi. Ê, không biết nước được đi. Trời, đi nắng nóng nhìn tội nghiệp cái chưa. Ủa, ly nước của tôi đâu? Trời, sếp lâu lâu khách khứa qua, sếp ưu tiên khách xíu đi sếp. Nhìn kỳ cục quá. Bé, ăn gì chưa? Dạ chưa. Tôi cũng đói bụng quá, đi ăn bún bò đi. Trời, ăn bún bò đi ăn, mình đi ai đánh đâu đi ăn với sếp. Trời, trực đánh đi. Bé, bé thích ăn cái gì? Em thích ăn bún bò. Dạ đi, đi, anh thích ăn bò lắm, đi, đi. Ủa sếp, sếp, trời, đi đâu mà nhìn thơm tho, nhìn đẹp đẽ vậy trời. Tôi đi chơi với bạn. Trời, suốt ngày tụm năm, tụm ba, tụm bảy chắc đi nhậu nhẹt chứ gì. Nhân viên không nói sếp vậy nha. Với lại tôi đi tôi cũng không có nhậu. À, thôi, chờ tôi xíu, Nè, uống thuốc này vô đi. Thuốc gì vậy? Thuốc này là uống giải rượu bia đó. Lỡ có uống nhiều thì còn thấy đường về nữa. Nè. Thủ quá. Tôi uống rồi đó. Ê, giờ đi luôn hả? Từ từ, chờ thuốc ngắm cái đã. Còn hơi phiền rồi đó. Trời. Ê, sếp, qua đây cho sếp coi nè. Sếp coi này cái này. Cậu giống ăn với tôi hả?